Chứ giòn. Quá ngon nguyên quý vị dạ. Thịt heo chiên giòn. Học trên mạng nè. Đây là món thịt heo chiên giòn mình học từ trên mạng. Lựa thịt ba rọi cho nó ngon. Cái rửa sạch cạo lông, luộc cho chín. Rồi cái lấy cái tăm sơm sơm cái bề này nè quý vị. Đó, sơm khít vô. Cái chét lớp giấm với muối nó cục. Để cho ráo nước. Rồi cái mình chiên. Chiên khoảng chừng nửa tiếng ạ. Xong. Xong cái sắt sắt ra để sắt bên dĩa. Đó, quay gì chấm. Quay quá. Trời nhiều quá. À. Ngon phết nhỉ. Ghê quá nha, nè. Đưa được, đưa được. Không. Đó. Mình thấy đúng không? Dạ nó mỏng bọc. Dạ. Ừ. Dạ, ngon con ăn được nè. Thử ăn ngon không? Chưa biết nữa. Thử thì. Ôi. Im không? Chờ dạ. Được không? Nhìn sao? Có lý không? Trời đó kìa. Giờ thành quả nó ngon lành, nó giòn quá mà. Sao như được? Ngon ôi dạ, chờ. Chờ kìa. Quay nè con. Dạ. Trời ơi, bất kỳ vô ăn luôn. Không có mặn không nha. Cái chúng ta để xà lách son lên. Sắp thịt heo lên. Được cha. Được cha. Sẽ chị ăn được không? Ôi, được cha. Rất kèm. Chứ gỡ. Cái sắc. Nó sạch với mẹ. Ừ mày cô. Hồi hứa rồi. Hứa rồi. Rồi. Cái hả? Đổ ra. Đây dạ. À. Sắp lên gì á? Chết rồi. Ba gì hả? Đổ ra. Được không? Ba gì? Con mi. Xin ngồi em. Cha con cha. Con mi. Ừ. Ba gửi cho cúng. Cúng hả? Cúng mẹ kìa. Thôi khỏi cúng. Cúng mẹ kìa không dạ. Đây là món thịt heo chiên giòn nha quý khán giả. Đây là ớt. Giòn nha quý khán giả. Giòn khè luôn rồi đó. Món chiên heo chiên giòn mà nó chiên xong rồi quý khán giả. Da vàng. Rồi hả? Đó, giòn. Rất ngon. Vàng rất ngon.
Cái này chắc cũng nhót ăn heo chiên giòn quý khán giả. Cách làm là ta luộc cho thịt ba rọi nó chín thiệt chín, tha cái bề da của nó bằng muối với tha giấm để cho ráo nước rồi ta mới chiên. Mà gương đó à? Chủ yếu giá thì bắt đầu mình thưởng thức cái món rồi hãy giờ làm bây giờ. Rồi cái giá như mình nha, đây thịt heo chiên giòn cuốn với sẻ và lá son. Chấm với nước tương siêu cay. Hai chồng phải ngồi chung chứ. Bây giờ hẳn mấy thằng lái là phái quay mấy nãy uống nước cá lóc trời ơi, nước mùa gà hả? Bánh chén hả? Phải có còn hả? Nước ở đây còn hay không? Mà còn mấy cái thì nó đó gì? Còn hơn nước làm cho nó ăn nha. Bánh chén hả? Đó bánh chén mệt rồi đã hết vô á. Mình cho nước tắm ha, cuốn một cứng. Mèo đâu có để chứ có sao đâu. Ngồi họ để chân kéo rồi nè, để xuống đó nè, đạp vào nồi đạp một chân vào nè, có sao đâu. Ôi chín rồi
Ừ. Một số là mình nên chạm nhé. Ba không được, ăn viên. Cái sao không đầu đầu vô. Nó ngay vô cái phóng đổ vô luôn. Bắt được rồi. Ai? Ừ. Bóng như không bánh hả? Không, có 14 á. Chứ khoan chút chừng. Nửa chai làm kìa. Bây giờ đá chừng thắng chừng mấy cái thằng mà đá được chắc thử cho đá vô ha. Làm thắng không chung. Em bắt ngỡ kìa. Ngỡ anh kìa. Giờ có ăn đi rồi. Hả? Nhưng giờ có ăn. Ăn gì? Rau.